chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, trưa hôm nay là có anh Nhất ở Bình Dương. Hôm nay là anh đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ cho em là một cái dây và một cái nhẫn đầu rồng hàng cao cấp cho quý khách nha. Đây khoe với quý khách là hàng mới vừa về của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Dây khoen lập. Cái này là móc máy dập bi mũi xoàn nha. Dây này rất là đẹp nha quý khách nha. Dây này là một lượng nha quý khách. Mà cái form nó rất là đẹp nha, cái bản nó cũng vừa phải. Mặt trong của nó là cũng có móc máy nha, cái này là máy bào ạ. À. Còn mặt ngoài là móc máy bi. Khóa là khóa hộp nha. Khóa hộp và thêm khóa dự phòng bên ngoài luôn ạ. À. Cái thành của nó rất là đẹp nha quý khách nha. Cái này là nhà em có lắp luôn. Đây, cái thành của nó có chạm chữ Nike, thương hiệu Nike nè. Đẹp lắm. Có lắp luôn nha quý khách nha. Nhà em là có đủ size nha, size dài hay là size ngắn gì cũng có ạ. À. Tiếp theo là một cái chiếc nhẫn rồng. Nhẫn rồng đợt này em về là cái size 5 chỉ nó rất là đẹp luôn nè. Rồng ngậm châu đỏ ạ. À. Từng đường nét của nó rất là sắc sảo nha. Từ râu cho đến sừng của nó làm rất là đẹp luôn nè. Rồng ngậm ngọc ạ. À. Chiếc nhẫn này là cỡ tầm 5 chỉ hơn nha quý khách nha. Hôm nay là em đã về size 5 chỉ. Nhà em là có từ 5 chỉ một lượng một và một lượng rưỡi nha. À, anh đeo luôn mà. Vậy em bỏ hộp cho anh luôn nha. À, em rất là cảm ơn anh ạ. À. Cảm ơn anh hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm em nha. À, và tiệm em sẽ có một món quà cho anh là tặng anh một năm lịch Tết để về treo làm kỷ niệm nha. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, trưa hôm nay Kim Thành Thảo rất là vui khi mà đón tiếp chị Liên ở Tây Ninh nè. À. Hôm nay chị lên ghé tiệm vàng ủng hộ em là một bộ xi men nè, một dây và một mặt nha quý khách nha. Đây trên tay quý chị đã đang đeo một bộ xi men nha. 7 vòng à, rất là đẹp luôn quý khách ơi. À, chữ tấn tài tấn lộc nha quý khách. Rồi quý xuất sắc chưa? 7 vòng này là bản 4 ly ha. Bản 4 ly có khóa ạ. À, khúc hai hàng bi mũi xoàn nè, rất là sáng luôn. Từng cái nét chữ của nó rất là rõ nét nha quý khách nha. 7 vòng xi men tấn tài tấn lộc. Chữ may mắn ha. Đẹp xuất sắc luôn á. Tiếp theo là chị còn ủng hộ cho em là một sợi dây và một cái mặt dây chuyền nha. Đây à, đây là dây giác lá nha. Trời ơi, đẹp lắm nè. Giác lá nè. Khúc là khúc trơn, khúc cắt máy luôn. Kiểu quá xuất sắc. Đây một cái mặt hoa nha. Mặt hoa đẹp chưa? Mặt hoa giọt la kèn nè. Cánh nè. Cánh tấm nha, giác lưới luôn. Từng cái viền của nó là chỉ xe bi á. Rất là sắc sảo, từng ly từng tí luôn quý khách. Đẹp ha. Cái dây đeo cũng rất là đẹp luôn nè. Dây ngoài giác cánh bướm mà nhà có giác tim, giác oval nha, đủ mẫu mã luôn. Tổng giá trị 3 món hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng là 53.654.000 quý khách nha. Cái này em bỏ hộp cho chị Liên luôn nha. Chị Liên em rất là cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đã không ngại đường xa xa xôi đến ủng hộ tiệm em. Và tiệm em cũng tặng chị một món quà là một tấm lịch Tết để chị treo làm kỷ niệm chị nha. Dạ. Em chào khách yêu nha, em chào chị Phương Anh. Chị ở đâu ạ? Ở Tân Bình. Ở Tân Bình. À, trưa hôm nay em có chị Phương Anh, chị bên Tân Bình qua. Chị sắm hai đôi bông, một cái nhẫn với một cái vòng. Đây, chị lựa một vòng bản mo nha. Mo tắm hai đầu là móc máy, đeo đơn giản thường ngày nè. Mẫu này là mẫu đúc luôn nha quý khách. Đeo cực kỳ dễ thương luôn, đeo nhìn trẻ trung nữa. Đeo thường ngày mình đeo nó không có dưới. Chị còn lựa thêm hai đôi bông nè. Hai đôi bông, một đôi bông bập. Đây có toàn ten gì giữa nè, cưng quá trời quý khách nè. Chị lựa thêm cho em bé à chị. Cái này một cho em bé một đôi bông khoen. Khoen này khoen tròn trơn nha. Bé còn nhỏ mình đeo dạng trơn á, không có dướng díu bé. Đó. Chị lựa thêm cho anh một cái mẫu giả xoàn nữa, một cái nhẫn nam giả xoàn. Lòng trong là giác lòng màu hình kim tiền nha. Đeo may mắn tài lộc luôn. Hộp chủ bên em là xoàn nhân tạo nha quý khách, đeo cực kỳ sáng. Mấy cái hộp tắm nhỏ này là bên em bảo hành á, cho chị hết nha. Cứ đeo thoải mái. Nguyên bộ này của chị là 5 chỉ hơn nha. Em đeo cho chị nha. Em bận tay. Bông luôn. Bông đeo cho chị gái này hả? Rồi, đem đeo cho. Con bận mình đeo nằm nó không có cấn tay chị. À, quá trời cưng luôn. Ở nè em để hộp ha.
Tổng nguyên bộ nữ trang của chị là 19.585. Em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn hai chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Em này. Em bảo dạ. Em ơi lấy nhẫn cho khách coi nè. Dạ em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Chiều hôm nay là Kim Thành Thảo rất là vui khi mà được xe duyên cho hai vợ chồng của anh Thiện ở quận 5. Hôm nay là anh chị đến tiệm vàng Kim Thành Thảo để sắm một bộ vàng cưới tư trang để chuẩn bị cho hạnh phúc sau này của anh chị ha. Bộ vàng cưới của anh chị gồm 3 cái kiềng nè, 4 cái vòng tay, 1 dây và 1 đôi bông, và thêm là 8 chiếc nhẫn khâu, một nhẫn khâu tròn nha quý khách nha. Đây ạ. Dây liền mặt hoa mai 5D nha, và một đôi bông toàn ten tim. 8 chiếc nhẫn khâu là mỗi chiếc 2 chỉ nha quý khách. Rồi. Tiếp theo là 3 cái kiềng. 3 cái kiềng này là chạm long phụng và chạm hoa mai luôn nha. Kiềng dẹp cũng có và kiềng dẫn sóng đều có luôn nha. Mỗi cái là 3 chỉ. Đây, vòng tay. Vòng tay là 4 cái vòng tay nha quý khách. Đẹp lắm. Đây vòng tay nè, vòng tay chạm hoa văn à. 4 cái vòng tay. Tổng giá trị những sản phẩm mà anh chị mua là tương đương gần 4 lượng mấy á. 4 lượng 7 hơn. Thành phẩm ra giá tiền là 252.589.000 nha quý khách nha. Rồi cái này bây giờ em sẽ mà gói bọc lại cẩn thận cho anh chị ha, để cho anh chị về. Nói chung là cái này là nó rất là mong manh nha, cho nên anh chị phải bảo quản cho nó cẩn thận xíu nha anh chị. Thay mặt tiệm vàng Kim Thành Thảo là em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Dạ. Chiều hôm nay là có chị Lệ đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ em là 4 bộ xi men nha quý khách nha. Đây ạ, trên tay của chị Lệ là đang đeo 4 bộ xi men logo thương hiệu Chanel nha quý khách. Đây. Mẫu mới bây giờ là nó về dạng logo lại nha. Đây logo Chanel nè, móc máy hai hàng bi ạ. Trên tay chị đã đang đeo là 4 bộ đều y luôn nha quý khách nha. Bản 2,5 ly. Này là ni 56 ạ. Nè, cái cổ tay đeo rất là đẹp luôn nha. Cổ tay đeo đều y 4 bộ luôn nha quý khách. Một bộ nó trung bình là cỡ tầm 4 chỉ mấy. 4 bộ như vậy là 1 lượng 7 hơn gần 1 lượng 8 ạ. Trời đẹp quá, công nhận luôn. Đeo đúng đều tay luôn ha. Nó không bị chen vòng luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn. 4 bộ này giá trị của nó là 65.135.000 nha quý khách nha. Rồi em rất là cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Tiệm em cũng có một món quà nho nhỏ là tặng cho chị một tấm lịch Tết để làm kỷ niệm chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ em chào chị Thúy. Nhà chị ở đâu chị? Lai Dung Đồng Tháp. Lai Dung Đồng Tháp à. Ở dưới Đồng Tháp lên đây. Rồi anh chồng chở từ chiều tới giờ lên đây á hả? Có chị ảnh trên đây rồi chị lên đây ảnh rước lên đây. Dạ rồi qua đây hai chồng sắm vàng. Dạ hôm nay là đến ủng hộ em một cái vòng với một cái dây bính nè quý khách ơi. Vòng bản. Đây vòng bản caro 9 phân nha. Đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay là em về vòng bản caro cỡ 4 phân rưỡi và loại 6 phân rưỡi về rồi. Mới về cái rụp luôn á mà em chưa có làm tem. Chắc ngày mai sẽ có hàng cho anh chị thôi. Này còn vòng này là vòng bản 9 phân rưỡi à. Đẹp xuất sắc luôn nha. Cái vòng này trọng lượng của nó là 1 lượng nha quý khách nha. Và em nói trước là cái ni tay á là nó theo trọng lượng nha. Ví dụ ni tay quý khách nhỏ thì trọng lượng nó sẽ nhẹ lại nha quý khách nha. Đây rất là đẹp luôn nè. Em đeo cho chị luôn nha. Dạ. Em bị tay chắc luôn. Cái này giờ như sức kem luôn. Là phải trắng cái tay là đẹp không? Dạ đúng rồi. Giờ là cận Tết phải làm đẹp liền. Liền liền ăn Tết. Mà cái tay chị đeo đẹp quá chị ơi. Cái tay chị đeo đều cái vòng ghê luôn á. Nó không có bị dồn thịt nha quý khách nha. Trường hợp ví dụ mà mấy chị tay xu nhà đeo cái vòng rất là đẹp. Mà mấy chị cái cổ tay ở trên đây nó to nè. Thì nó hay bị đùn thịt như nè. Nó không có đẹp lắm. Này. Quá xuất sắc luôn. Hôm tiếp theo là chị còn ủng hộ thêm cho em là một cái dây bính nha quý khách nha. 246. Cái này là dây bính 6 dây dẹp nhỏ đan lại nha. Này dây bính 6 á, rất là đẹp luôn nha quý khách. Cái dây này trọng lượng của nó cỡ 6 chỉ hơn. Xuất sắc. Hai mặt luôn nha, hai mặt đều dập máy bi nha. Em đeo chị luôn ha. Bây giờ chị mua của em xong rồi một hồi là đi chơi Noel nè hay là gì dưới? Đi vòng vòng chơi. Vòng vòng chơi. Chị sướng mà anh xã cưng chị dễ sợ luôn á. À, đi đâu anh cũng chở đi ha. Này chắc chút cỏi rồi đi về đường nó giật thành sao. Dạ, không đâu. Một hồi mình mặc áo khoác vô không? Không. Đẹp lắm luôn nè quý khách ơi. Thật sự luôn. Cái cổ đầy nha. Đầy nha, đeo đều rất là đẹp luôn. Nó vừa giống một cái kiềng mà vừa giống. Thôi,
thực sự là em cũng rất là muốn làm đẹp cho chị, nhưng mà cái nào đẹp vừa phải thôi. Thay vậy em sẽ trang trí thêm, ví dụ em làm đẹp thêm cho chị đôi bông nè. Đôi bông hồi nãy, đôi bông cái nhẫn nữa. Này mà nó nhỏ quá chị. Không, em mới về mấy đôi bông lá đẹp lắm. Đẹp qua lựa thử bông lá đẹp. Mua thêm nữa không? Dạ, đúng rồi, mua thêm đi. Cái nào mình cũng có nó mới đẹp. Mua thêm nữa hả? Đúng rồi. Mà đừng có vụ hết tiền rồi. Giá trị hai món hôm nay ủng hộ em là 60.970.000 nha quý khách nha. Rồi em gửi chị yêu cái hóa đơn, chị yêu nè, em tặng chị tấm lịch làm kỷ niệm nha. Tặng chị tất là tấm lịch Tết để về treo lấy lộc ha. Em gửi chị. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ.